Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Pha chế Sunny. Mình xin tự giới thiệu, mình là Barista Hoàng Quân. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ uống rất phù hợp đối với mùa hè. Đó chính là món dâu chanh xí muội đá xay. Để làm được món dâu chanh xí muội đá xay, chúng ta cần có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên, sirup chanh vàng Otterbird. Tiếp đến, sinh tố dâu Otterbird. Một số nguyên liệu đi kèm thì chúng ta sẽ gồm có chanh vàng tươi, và chính là quả chanh vàng đấy ạ. Ô mai. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm những món này như sau. Đầu tiên, chúng ta hãy sử dụng 20ml sinh tố dâu tây. Chúng ta sẽ đổ hết sinh tố dâu tây vào cốc trước. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho tất cả những nguyên liệu còn lại vào trong máy xay. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 350g đá vào trong máy xay. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cho vào đây 30ml sirup chanh vàng. Hai quả ô mai này chúng ta sẽ lọc hạt và chúng ta sẽ cắt thành những miếng nhỏ để có thể dễ xay hơn. 30ml đường. Chanh vàng, chúng ta sẽ bào vỏ chanh vàng. Bởi vì là cái vỏ chanh vàng này sẽ rất là thơm để tăng hương vị cho cái món đồ uống của chúng ta. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta không nên bào quá sâu bởi vì bào sâu quá sẽ bị đắng. Ok, tiếp tục là chúng ta sẽ lấy nước cốt chanh. Mọi người sẽ sử dụng ở đây là 10ml nước cốt chanh. Các bạn có thể sử dụng nước cốt chanh xanh nhé, bởi vì ở đây sẵn chanh vàng, chúng ta dùng luôn chanh vàng. Cuối cùng chúng ta sẽ cho tất cả hỗn hợp này vào và xay đều lên. Sau khi xay xong hỗn hợp thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ mang ra test thử để xem đã cân vị hay chưa. Wow, khá là ok. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho đá vào một nửa cốc. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho hỗn hợp này, toàn bộ hỗn hợp này đổ lên trên. Và cuối cùng là phần trang trí. Chúng ta sẽ cắt 1/2 cái lát chanh vàng ra và để coi lên trên cốc nước. Một quả ô mai,
và một nhánh băng hà. Vậy là đã xong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món đá xay, dâu chanh xí muội đá xay. Và Quân hy vọng rằng với cái món thức uống này thì các bạn có thể làm tại nhà, thậm chí làm tại cửa hàng của mình một cách thành công nhất. Xin cảm ơn.